Con có thể hận mẹ, trách mẹ. Mẹ là một người mẹ không ra gì hết. Là một người mẹ thì không nên bỏ con, đúng không? Nhưng mẹ không thể, không thể mang con theo cuộc đời mẹ được. Con cố gắng, hít sâu, thở chậm, rồi răng mạnh lên. 2, 3, ráng lên con. Ráng đi con, ráng lên. Con cố gắng lên, không thôi em bé ngọt bây giờ đó. Từ hồi nãy giờ lâu lắm rồi. Ráng lên con. 1, 2, ráng lên. Mẹ thấy được đầu em bé rồi. Ráng lên, chút xíu nữa thôi. Ráng lên, ráng lên đi con. Ra rồi. Tạ ơn trời Phật. Con có thể hận mẹ, trách mẹ. Mẹ là một người mẹ không ra gì hết. Là một người mẹ thì không nên bỏ con, đúng không? Nhưng mẹ không thể, không thể mang con theo cuộc đời mẹ được. Mẹ đã rất vất vả mười mấy năm mẹ sống một mình. Nhưng bây giờ thì mẹ sắp thành công rồi. Con tha thứ cho mẹ hay hận mẹ, đó là tùy con. Lớn lên con sẽ hiểu cho mẹ thôi. Mẹ sẽ nhớ gương mặt mẹ của con cho đến ngày mẹ chết. Con nhớ phải gặp gia đình giàu có. Đừng sống cuộc đời giống như mẹ. Cô là mẹ mà lại bỏ rơi con mình thì không bằng loài cầm thú. Đến con thú nó còn biết yêu thương và bảo vệ con của nó. Cô không xứng đáng làm người. Bỏ rơi mẹ ruột, bỏ rơi con ruột và tống cha của nó vào tù. Cô là quỷ chứ không phải là người. Đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không chứa cô nữa. Đi đi, đi đi, ra khỏi nhà tôi. Đi, hãy ra khỏi Đỗ gia. Ở đây không chứa chấp những người như cô. Đi đi. Cô không xứng đáng làm học trò của tôi. Rồi ông trời sẽ trừng phạt cô. Cô đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Ra khỏi nhà tôi. Con giấu cô chuyện gì đúng không? Dạ không có. Đây là cẩm nang chăm sóc sức khỏe dành cho người có thai. Con giải thích đi. Tất cả những chuyện này là sao? Tại sao lại có trong phòng của con? Dạ, chuyện này... Con định giấu cô à? Cô thấy biểu hiện của con gần đây, cô đã nghi rồi. Sao hả? Tính giấu cô tới bao giờ? Còn sao gì nè? Hả? Nga, con đau bụng quá. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Sao về có một mình vậy? Hả? Bụng con làm sao? Bụng con. Nga, bụng con. Trời ơi, sao lại như vậy hả Nga? Sao lại bỏ đi như vậy? Mẹ còn chưa nấu cho con được một món ăn ngon. Con còn không được chăm sóc sức khỏe. Nga ơi, chịu đựng mọi chuyện lỗi tại mẹ. Mẹ khốn nạn quá, mẹ nghèo khổ quá, mẹ không lo được cho con. Nếu mẹ cứ giữ con bên cạnh thì đâu có ra nông nỗi này. Lỗi tại mẹ ơi.
đi nổi không? Hình như trong nhà có tiếng em bé. Cô cũng nghe giống như con đúng không? Có tiếng khóc nào đó. Rõ ràng là có tiếng em bé sơ sinh. Ở đâu vậy? Hình như là trong phòng con á cô. Có đứa em bé thiệt kìa cô. Ôi trời đất ơi, con của ai vậy? Hình như là có máu. Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy hả mẹ? Nhưng mà tại sao hôm nay cô muốn rủ tôi nhậu vậy? Hay là cô thích tôi rồi đúng không? Cái gì chứ? Cái gì? Nè, cuộc đời tôi á chưa thấy ai vô duyên như anh luôn á. Hai người cứ ở đây mà ăn cho ngon đi, không có nhậu nhẹt chung gì hết á. Ê, gì giật mình? Người giật mình là tôi mới đúng nè. Tại sao vậy? Tại sao ở trong nhà tôi? Tôi làm sao? Tôi cái gì? Thì sao? Thì sao? Tại mình ăn thấy có lỗi chuyện hôm bữa nên là qua rủ bồn mình nhậu á, mà em thấy đồ ăn nhiều quá nên là rủ nó lại ăn chung. Hả? Nói vậy hồi nào hả? Anh Trung Quân. Anh Trung Quân, hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm á. Có bắp bò, chà bông, chả giò. Rồi á hả? Cánh gà chiên nước mắm nữa. Vậy hả? Đi. Anh lại đây ngồi nè. Khoan đã. Nhưng mà tại sao hôm nay cô muốn rủ tôi nhậu vậy? Hay là cô thích tôi rồi đúng không? Cái gì chứ? Cái gì? Nè, cuộc đời tôi á chưa thấy ai vô duyên như anh luôn á. Hai người cứ ở đây mà ăn cho ngon đi, không có nhậu nhẹt chung gì hết á. Nè. Làm gì cân vậy? Giỡn thôi mà. Ở lại ăn đi. Dù gì chỉ có tôi với Tina, hai người thì không có vui đâu. Không thèm. Nè, vô ngồi đi, nhà tôi có rượu sẵn rồi. Ngồi xuống đây đi. Cái gì vậy trời? Tina, cứ ngồi yên đi coi. Hôm nay á, mọi người á phải ăn một bữa cho thiệt đã nha. Biết sao không? Tại vì sắp tới á, tôi đi Hà Nội tập huấn một thời gian rồi. Đợt này đi mấy tháng, chắc sẽ nhớ mọi người lắm đó. Cái gì? Anh đi tập huấn hả? Ừ. Đi sẵn tiện sửa cái nết của anh luôn đi. Nói gì á? Nè, mà hồi nãy anh nói hai người không vui bằng là sao? Thì hai người không vui bằng ba người, chỉ vậy thôi. Thôi vô đi, vô đi. Hạnh phúc bị đánh cắp. Phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOV.